Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến tiếp với phần 3 của chương trình dạy tiếng Nhật một tuần đỗ N4 của trang Facebook Chữ án đơn giản. Mình dạy theo tôi quyền giáo trình là cụ các cự để ký tự N4 N5 trong quyển sách như thế này, và các bạn hãy vào trong trang Facebook Chữ án đơn giản để download tài liệu về. Hôm trước thì mình đã giảng cho các bạn đến câu hết câu số 70 của phần Kotoba no Junban. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với câu số 71, tức là phần điền thứ tự đấy ạ. Câu 71 này, nhìn thử xem Tanaka san wa kimasu ka và chấm này nalimasta. Như vậy là chúng ta thấy nalimasta thì chúng ta có thể đoán được ở đây là cô là lena cự nalimasta. Cái mẫu ha dự như vậy chúng ta có thể từ nguyên thể là kuru ha dự desta ga cô là lena cự nalimasta, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là ha dự ở có lẽ, tức là có lẽ đã đến rồi. Kuru ha dự desta ga cô là lena cự nalimasta. Như vậy là đáp án câu số 71 này là số 1. Câu 72 Furidashimasta. Nó không biết chữ Hán mà nhìn ở dưới này, nhìn cái từ vũ ame ở đây rồi, nhưng đoán có thể là Furidashimasta có nghĩa là bắt đầu mưa đấy ạ. Dashi là từ dashimasu đấy ạ. Như vậy là chúng ta có thể dùng thấy là mưa đúng không ạ? Ame ga furidashimasta này. Chúng ta có thể khả năng là Dekakeyo to shita toki ame ga furidashimasta. Như vậy là đáp án ở đây là số 1 đúng không ạ? Toki có nghĩa khi mà tôi chuẩn bị đi ra ngoài thì mưa bắt đầu rơi xuống. Câu 73 này, Smith san wa des có nghĩa là gì ạ? Ở đây có từ mẫu câu là bakali thì chúng ta ở đây nó hay đi cùng với mẫu câu là có thể nhìn thấy là kita bakali, hay đi cùng với nhau vừa mới đến. Như vậy thì câu này chúng ta có thể đoán được là gì ạ? Smith san wa America kara kaete kita bakali des, tức là vừa mới quay trở lại Mỹ thôi đúng không ạ? Kaete kita bakali des. Ok, như vậy câu số 73 này đáp án là số 3, điền bakali vào đây ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ xuống đến câu 74. Asta 3 chấm. Cái này mẫu chumori thì dễ rồi ạ. Sensei ni denwa o suru chumori des. Cái này dễ rồi đúng không ạ? Dự định rất là chắc chắn là gọi điện cho sensei. Câu 74 là vậy, đáp án ở đây là số 4, chumori des. Câu 75 này, li sang ga des. Ở đây sẽ là gì ạ? Asita li sang ga asita. Kuru. Để mình check lại xem nào. Li sang ga asita asobi ni kuru so des. Có khả năng là anh Ly ngày mai sẽ đến chơi đúng không? Như vậy đáp án cuối cùng ở đây điền chỗ sổ ở đây đáp án là số 1. Câu 76 này, Francisco wa wakarimasen, xem nhá. Có ego này, sukoshi này. Ego. Như vậy chúng ta có thể điền khả năng điền là gì đấy? Francisco wa đây là wakarimasu, mình đọc nhầm. Như vậy là nếu mà thế thì điền câu này nó sẽ đơn giản thôi. Francisco wa dekimasen ga ego nara sukoshi wakarimasu, nghĩa là gì ạ? Tiếng Pháp thì tôi không biết được, nhưng mà nếu là tiếng Anh ego nara sukoshi wakarimasu, như vậy đáp câu này là gì ạ? Francisco wa dekimasen ga ego nara sukoshi wakarimasu. Câu 76 này điền số 1 vào đây. Câu 77, kono mondai wa narimasu. Cái mẫu lê bà này, suru hodo này, được càng làm cái gì đấy đúng không ạ? Cái này thì nó là một cái mẫu ngữ pháp rồi. Shira mondai wa shiba shirabe lê bà shiba shiraberu hodo wakaranaku narimasu.
Tức là càng tra cứu thì càng không hiểu. Mundaiwa sirabeleba sirabelu hodo wakaranaku narimasu. Như vậy đáp án của câu 77 ở đây là 4, nên từ hodo này vào. Câu 78 này. Lisan kudasai ne. À, cái này là bài 50 chào tạm biệt đây đúng không ạ? Kuni e kaette mo watashi tachi o wasurenai de kudasai ne. Câu này đơn giản rồi, 78 như vậy khoanh nó vào là đáp án số 3. Kaette mo. Tiếp theo câu 79. Maitoshi ... narimasu. Maitoshi. Tôi nhìn là yuni ga chữ ni naruto, tức là khi mà tháng 12 đến. Kuni e kaeritaku narimasu. À, tức là hàng năm khi tháng 12 đến thì tôi muốn quay trở về nước. Maitoshi yuni ga chữ ni naruto kuni e kaeritaku narimasu. Vậy đáp án câu 79 này là 2. Câu 80. Đen quả đế hô gá y đế sổ. Xem nào. Câu yoli mẫu so sánh này. Hô gá yoli. Đen quả đế hà na sự yoli. Đúng không ạ? Đen quả đế hà na sự yoli. Át tê hà na si tạ hô gá y đế sổ. Câu mẫu hô gá này đưa với động từ thì ta này đúng không ạ? Át tê hà na si tạ hô gá y đế sổ. Có nghĩa là gì ạ? Thay vì nói chuyện bằng điện thoại thì gặp nói chuyện trực tiếp có phải hay hơn không? Đấy, như vậy có nghĩa là gì? Den wa de hanasu yori atte hanashita hoga ii desho. Câu 80 sẽ là đáp án ở đây là 4. À, câu 80 đáp án là 2 chứ, nhầm. Đáp án là 2. Câu 81 này. Watashi tachi wa imashita. Watashi tachi wa. Đoán được ở đây là chúng tôi đang chờ đến khi nào anh Smith đến đấy. Chúng ta phải tập đoán trước, sau đó điền vào. Watashi tachi wa Smith sang ga Smith sang ga kuru no o matte imashita. Đấy, chờ đến khi anh Smith sang đến. Vậy câu 81 này điền đáp án ở đây là số 3. Câu 82 này. Tanaka sang ni có từ watashite, đây là động từ bạn nhé. Vậy chúng ta sẽ là gì? Có động trạng, chỗ này phải điền một cái động từ vào đây. Tanaka san ni attara, nếu gặp anh Tanaka san, kore o watashite kudasai, hãy trao cho anh cái này. Như vậy là ở đây đáp án luôn là câu số 3 rồi. Câu số 83. Asta chimuri desu. Nhìn thấy chimoli này, động từ này nguyên cử y cự chimoli desu này đúng không ạ? Asita depato ni itte kara hongya ni mo y cự chimoli desu. Ok, câu này vừa mình nói đấy. Asita depato ni itte kara hongya ni mo y cự chimoli desu. Có nghĩa là mai sau khi đi cái departo đi departo thì tôi cũng ghé qua hiệu sách nữa. Như vậy đáp án của câu 83 này điền số là 1. Câu cuối cùng một phần câu tô bản là chun bằng. Tanaka san wa shigoto o shimashita. Kai tức là nhìn đây này, shigoto o shimashita, nhưng mà chúng ta có thể sugu ni làm việc ngay này. Kai Tanaka san wa, đoán được câu này là kiểu đến công ty thì làm việc ngay đấy. Tanaka san wa kaisha ni shukuto sugu ni shigoto o shimashita. Ok, vậy đáp án của câu 84 là số 3. Kaisha ni shukuto sugu ni shigoto o shimashita. Ok, như vậy chúng ta đã vừa học xong tất cả các phần của phần junbang, kotoba no junbang, phần ngữ pháp N4. Các bạn hãy làm kỹ những cái này thì kỹ năng của các bạn sẽ lên rất là cao và sẽ đảm bảo ăn chắc điểm của phần kotoba no junbang này. Vì chúng ta sẽ chuyển sang một phần ngữ khác pháp.